à, sa hòa ca già qua hằng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con xin cảm ơn sư Trí Đức đã truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới đến đạo tràng chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn chư tôn đức tăng và quý tu nữ đã quan lâm vào đạo tràng. Xin cảm ơn tất cả quý thiện hữu đã cùng con thọ trì về Tam Bảo và thọ trì vi giới Bát Quan Trai Giới. Phước báo, những phước báo mà tất cả chúng ta đã làm được ngày hôm nay, cầu xin chia phước đến đạo tràng pháp hội. Mong các quý chư tăng, nhất là ngài Trí Đức được dồi dào sức khỏe và luôn luôn được thân tâm thường an lạc, và quý chư tăng cũng được nhiều phước báo đến. Chúng con cảm ơn tất cả các đạo tràng, chúng con thành kính dâng đến tất cả những phước báo này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài Quan Hỷ Tùy Hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến chư tôn đức, con kính chi phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, bây giờ là 4:29. Dạ, còn 1 phút thì con xin được đọc bài thập nguyện. Nguyện cầu Tam Bảo từ thần độ, nguyện khoát ba tay nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. Dạ, thời kinh Tam Bảo đã hoàn mãn, bây giờ là 4:30. Ở trong quá trình thọ trì Tam Bảo và Bát Quan Trai Giới, con có điều gì sơ suất, con xin sám hối đến quý chư tăng, đến toàn thể đạo tràng, mong tạ đạo tràng thứ lỗi cho con. Dạ, con kính xin dâng nít đến cho ngài Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sư Kim Nhung nghe rõ không? Sao mà thấy sư Hồng Mai đọc như vậy rõ ràng, sao sư Kim Nhung nó không nghe gì hết? Sa thú sư Hồng Mai. Hôm nay lễ bái Tam Bảo thọ trì Bát Quan Trai Giới rõ ràng ha, chính xác, không có chỗ nào sai, tương đối ổn định. Có lúc nghe được, có lúc không nghe hả? Như vậy sư Kim Nhung ra ngoài đi rồi vô lại ha. Ra ngoài rồi vô lại thì nó ổn định hơn. Hôm nay chúng ta sinh hoạt ở trong câu Phật ngôn 18. Mến chào đạo hữu An Bình, An Huỳnh hả? Hôm nay lần đầu tiên gặp đạo hữu ha. Sa thủ đạo tràng của chúng ta đón một vị khách mới ha. Rất là hoan hỷ đạo hữu An Huỳnh. Hôm nay đạo hữu là người mới trong đạo tràng của chúng ta. Trước tiên kính lễ chư tôn thiện đức tăng, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si a ra hăng ta tha ga tô lô pu tha mô sa pa ga ru hi che tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quý đồ vần đà ma hành tăng na ra pu. Cha này giác cần
Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ, chưa năng vô giờ. Tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ yá ta sát sát thu nô lô ca nó mình thá sá quý nà ká rô cô sát bành nhu bút thóc bà tí phù tí sanh nhá tô quần đà má hành tầm ná ra phù. Cha này giác văn pháp bảo với nhà ánh vàng, Như Lai xoay sáng vạt màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dũng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gá tá sá sa quá cô sĩ kha su ca mô quá rá thầm má sĩ kha cô nình đà bá tăng ca đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ gì cũng dường. Rất tình hát thay giá tê chê nát sê khà mê ê tú quá tha năng ta xà vi à nú phà quê nát sá hát xà dê nát sê chặt thú. Cầu xin tam bảo uy vinh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Alo, Sư Kim Nhung nghe rõ không ạ? Đường truyền ổn định chưa? Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 18 đó là ha. Cũng nhắc lại quý vị ha, câu Phật ngôn 20 chúng ta kết thúc phần song đối, tức là cái phẩm song đối này có tất cả 20 câu Phật ngôn. Khi mà chúng ta kết thúc câu Phật ngôn 20 thì chúng ta có một buổi sinh hoạt, tức là trong 20 câu Phật ngôn cái phẩm song đối này, quý vị tâm đắc câu Phật ngôn nào? Tức là học xong á thì chúng ta thắc mắc, chúng ta có thể hỏi để chúng ta hiểu, để chúng ta nhớ về pháp học á, tức là chúng ta học hỏi hiểu nhớ, chứ không phải chúng ta học xong rồi là coi như là học xong là trả lại cho đạo tràng. Mà chúng ta học xong rồi, cái này không phải kiểm tra, mà quý vị học xong một phẩm thì quý vị cảm thấy rằng trong cái phẩm song đối này quý vị tâm đắc, quý vị đã học được trong phẩm này cái câu nào mà coi như nó ăn ý, câu nào mà quý vị cảm thấy rằng quan hỷ, câu nào mà quý vị cảm thấy rằng có thể thực hành được để đem lại sự an vui, chứ không phải chúng ta học xong rồi cho bỏ, mà chúng ta học để chúng ta thắc mắc hỏi, để rồi chúng ta hiểu, rồi khi đó chúng ta mới thực hành được, chúng ta nhớ chúng ta mới thực hành được. Việc này mới ha, không có mới gì hết, nó mới là hồi nào nó cũng mới hết đó. Bởi vì ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay, mà ngày hôm nay thì chúng ta coi như đón nhận những cái gì chúng ta mặc dù nó thấy rất là bình thường, nhưng mà không có thường đâu, không có thường đâu. Bởi vì thấy nó vẫn thay đổi, mặt trời vẫn mọc hướng đông lặn hướng tây, rồi ban ngày ban đêm, rồi chúng ta vẫn sinh hoạt trong mỗi sáng là mỗi giây mỗi phút, nhưng mà cái sự cảm nhận của chúng ta, cái thấy của chúng ta nó khác biệt,
lúc đầu thì thô, sau thì tế, lúc đầu thì bình thường, nhưng mà chúng ta hãy biến những cái bình thường đó trở thành phi thường. À, nó ở xung quanh chúng ta. Mặc dù chúng ta 13 năm ôn đi ôn lại những câu Phật ngôn này, nhưng mà không phải rằng 13 năm nó giống nhau. À, hôm nay chúng ta đọc, chúng ta hiểu thế này. Ngày mai chúng ta đọc, chúng ta hiểu thế khác. Như vậy là có phải chăng là tâm tư của chúng ta không được bình thường? Không. Mà mỗi ngày sự hiểu biết của chúng ta nó khác nhau. À, cho nên 20 câu Phật ngôn trong phẩm Song Đối, quý vị tâm đắc câu Phật ngôn nào? Tại sao tâm đắc? Và chính quý vị phải trình bày. Có thể là quý vị cho biết cái câu Phật ngôn đó, à, sự tâm đắc của quý vị. Quý vị có thể trình bày 10 phút để nói lên cái quan điểm của quý vị. Học để làm gì? Học quý vị tiếp thu được cái gì? Tại sao là thích câu Phật ngôn này, khoái câu Phật ngôn này, tâm đắc câu Phật ngôn này? Nó có cái ý nào thích hợp với quý vị? Alo, quý vị làm được không? Làm không được cũng phải làm. Khó ha? Làm không được cũng phải làm. Bởi vì đây là một cái phòng chat bằng giọng nói. À, chúng ta học, chúng ta hiểu thế nào, chúng ta trình bày như thế đó. Quý vị đừng ngại, quý vị nói, ô, chúng ta mới đến đạo tràng, còn non trẻ, còn chưa hiểu biết gì. Đó là một sự thất bại. Khi mà quý vị bước chân vào giáo pháp, thì cái niềm tin của quý vị mạnh lắm. Làm không được ha? Làm được cũng phải làm. À, có ai mới sinh ra đời là biết tất cả không? À, chúng ta phải học. Mà học không hiểu thì phải hỏi. À, mà hỏi rồi thì khi đó chúng ta mới hiểu được chứ. Học hỏi rồi mới hiểu. Rồi hiểu để làm gì? Do thổi mây bay à? Đâu được. Hiểu là phải nhớ chứ. Mà khi nhớ rồi, khi đó mới thực hành được. À, cho nên quý vị cố gắng. À, cố gắng. Người ta nói với sức người xoay đá cũng còn nguyên hả? À quên, với sức người xoay đá cũng thành cơm. Ừ. Thì bây giờ coi như chúng ta cứ làm đi. À, thất bại là mẹ thành công mà. Ừ. Chúng ta có thất bại thì chúng ta mới biết được, à, mình thất bại vì lý do gì? Mất cỡ hả? Không. Sao mất cỡ được? Mình ngồi mình nói giống như khùng ở trước máy, có mình như vậy có phải khùng không? À, nhưng mà thật sự không có khùng đâu. Mình tự mình chế ngự chính mình, khắc phục chính mình, dạy dỗ chính mình để mình làm chủ, để mình tự mình vượt lên chính mình. À, cho nên quý vị đến đây, à, cứ coi đây là ngôi nhà của mình. À, coi đây là cái chùa của mình. Và quý vị cứ tự tung tự tác thoải mái. À, ví dụ như bây giờ giờ này ở Việt Nam là bao nhiêu? 4:40 đồng hồ của chiếc Hồng Mai chạy sớm 2 phút nha. 4:40 thì bây giờ ở Việt Nam mà quý vị ngồi trước máy mà lảm nhảm một mình ha, thì trong nhà của mình ha, hay là trong chùa của mình, những cái vị sư khác á, à, người ta tới, à, người ta thăm viếng chùa, nghĩ là chùa một đêm, thấy ủa sao ông này thức khuya vậy, thức sớm vậy, mà sao lảm nhảm mình chứ còn khùng điên hay sao? À, khùng hay điên tự mình biết nha.
khùng điên là mình nó bị, xin lỗi, bị dục cà chua rồi ném đá, hoặc là người ta chát lên người ta chửi mình sao. Cho nên người ta nói mình không bình thường, nhưng mà mình biết mình tỉnh táo. Những cái giây phút này ngồi trước máy tức là mình làm chủ chính mình. Bởi vì khi mình nói ra đối với đạo tràng, những vị thiền hữu trí thức thế này, mà nếu chúng ta nói bậy, chắc rằng nếu có ai đi ngang qua đó nghe nói bậy, nó cũng đập cho mình phù mỏ luôn. Thì bây giờ quý vị cố gắng ha. Chúng ta học, chúng ta phải thể hiện cái khả năng của mình. Mình hiểu được cái gì cứ trình bày. Rồi khi mà quý vị trình bày như vậy khoảng 10 phút ha. Nếu mà ngắn gọn 5 phút cũng được, miễn sao hãy tập cho chính mình. Rồi khi quý vị trình bày như vậy thì sẽ có một số vấn đề người ta thắc mắc. Quý vị trong đạo tràng này thắc mắc, và chính quý vị đứng lên giải thích. Alo, quý vị làm được không? Khi nào mà quý vị hết ý rồi, cầu cứu, thì cũng trong đạo tràng của chúng ta sẽ giải tỏa những vấn đề mà quý vị coi như đưa ra câu Phật ngôn này. Rồi quý vị tâm đắc như thế nào, rồi quý vị coi như thắc mắc cũng trong câu Phật ngôn đó, những cái vướng mắc thế nào, những cái ưu và cái khuyết. Cái ưu là chính vị cảm thấy rằng với câu Phật ngôn đó mình đã học hỏi, mình đã tiếp thu, mình đã trì hành theo cái hạnh, theo cái gương của cái vị nào đó điển hình trong câu Phật ngôn. Rồi quý vị cũng có thể nêu lên cái khuyết điểm, cái điều này không biết thực hành như vậy, hoặc là làm như vậy, hoặc là cái cá nhân của cái vị đó sao thấy kỳ kỳ, sao thấy ngộ quá. Quý vị có thể nêu lên thắc mắc. Ở đây một cái điều mà chúng tôi muốn quý vị là học thầy không thầy học bạn. Chúng ta có được những thân bằng quyến thuộc, chúng ta có được những thiện hữu trí thức luôn luôn sát cánh với chúng ta. Ví dụ như trong room ha, quý vị thấy chị Cầm Mai nè, chị Kim Nhung nè, chị Tô Thị Phúng nè. Đây là ba cái vị này mà chúng tôi thấy đi đâu cũng kè kè với nhau. Mà ba vị này đi chung với nhau, người ta gọi là tam nương. Tam nương tức là ba cô đi chung với nhau. Thì bây giờ quý vị lên sinh hoạt thế này, trước tiên là có những cái người mà chúng ta cảm thấy rằng tự tin, rồi mình có thể thắc mắc, rồi mình có thể đặt ra vấn đề để bạn bè của mình cùng trao đổi. Trước tiên là những cái người mà kế cận mình ha. Thì như vậy thấy quý vị quan nghĩ không? Phe ta mà giải quyết không được thì phe địch nhào vô, và khi phe địch nhào vô thì có những ý kiến phản biện, không phải một chiều nữa. Rồi có qua có lại mới tỏ lòng nhau hả, có trắng có đen, thì cái người bên ngoài đó còn thiếu một nữa hả. Thanh Hoàng ở thuốc ở ngoài Hà Nội mà xa quá, còn ở trong này khi mà coi như hữu sự khi mà hữu sự cái cầu cứu nhau vô, thì có sĩ Công Mai này, có sĩ Tô Thị Phúng này, còn sĩ Thanh Hoàng ở xa, lửa xa không có cứu kịp, nên là nó cháy.
cháy gần. Cho nên chị Thanh Hoàng là khi nào mà coi như chị Kim Nhung mới đi Hà Nội thì mới năn nỉ chị Kim Hoàng hả? Đúng rồi, trời ơi Tam Nương hả? Mà quý vị biết là Tam Nương là ai không? Tam Nương là một cái từ có từ thời kỳ của vua trụ. Em chỉ ba cô đó. Nhưng mà hồi thời kỳ vô trụ thì xa quá, thôi nói ở trong rung này ba vị thân cận nhau thì gọi Tâm Hương cho nó có sự coi như thân mật một chút ha. Chứ thời kỳ của vô trụ là ba cái vị Tâm Hương đó cũng là những người làm nên lịch sử ha. Rồi, như vậy là quý vị nhất trí ha. Hết câu Phật ngôn 20 là chúng ta tổng kết một cái phẩm gọi là phẩm sòng đội. Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần. Cái này á, chúng tôi kêu bất cứ ai thì quý vị phải lên trình bày khoảng 10 phút câu Phật ngôn mà quý vị thích. 10 phút nghĩa là tối đa là 10 phút thôi, hoặc là ngắn gọn thì tùy, nhưng mà phải nói lên sự xúc tích, tức là tại sao thích câu Phật ngôn đó. Mà trong cái thích thì có cái gì không thích về câu Phật ngôn đó, có thể nêu lên. Rồi, hãy chuẩn bị tinh thần. Mỗi ngày chúng ta học thì cái sự học của chúng ta nâng cao lên một tí ha. Quý vị hoan hỷ ha. 5 phút thôi hả? Không, cái này nhiều khi quý vị trình bày không hết ý. Không hết ý. Bởi vì cũng khổ một cái thế này, mình trình bày mà không hết ý thì thấy bực lắm. Bực lắm. Cho nên quý vị phải trình bày sao cho nó xúc tích, cho nó mạch lạc, cho nó cô động. Nhưng mà cái này cũng tùy, tùy theo cái trình độ. Thì 10 phút là cái điểm chung. Quý vị 5 phút nếu mà quý vị có tài. Còn chung chung như vậy đi. Xin được nghe hả? An Huỳnh, xin lỗi đạo tổ là nam hay là nữ? Để cho biết rồi cái phải tập cầm micro đi, rồi khi đó chúng ta mới có thể. Nữ hả? Nữ mà sao cái nick này Quỳnh An hả? An Quỳnh là Quỳnh An gì? Nữ hả? Chiếc này thấy cũng mạnh dạng ha. Xà thủ. Nếu chia hết tiền thì nói thêm đã không ra không sao. Rồi sa thủ Sik An Quỳnh đạo tràng rất là với bàn tay rộng mở, luôn luôn đón tiếp quý vị mới ha. Rồi Sik mới đến thì cứ nghe đi, cứ nghe, rồi khi nào mà cảm thấy đủ duyên thì khi đó Sik có thể đưa tay. Và đạo tràng rất là hân hoan ha. Năm nay nâng cao cái lớp in cái gì cái chữ này rất là nhỏ khó thấy quá, chuyên sâu pháp của kinh. Rồi sao thôi sao thôi, thôi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn số 18 chúng ta xin đọc trước. Itha nan dati becca nan dati, itha nan dati becca nan dati, itha nan dati becca nan dati. Câu số 2. Kata punyo upayatthanandati, kata punyo upayat
tha nan đa ti kata punyo upaya tha nan đa ti. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Itha nan đa ti pecha nan đa ti kata punyo upaya tha nan đa ti. Itha nan đa ti pecha cha nan đa ti ca ta pu nhô u pha ya tha nan đa ti i tha nan đa ti bê cha nan đa ti ca ta pu nhô u pha ya tha nan đa ti. Câu số 3 và câu số 4. Pu nhân mê ca tần ti nan đa ti. Punyang me ca tần ti nan đa ti. Punyang me ca tần ti nan đa ti. Câu cuối cùng. Piu yo nan đa ti su ga tình ga tô. Piu yo nan đa ti su ga tình ga tô. Phiêu vô nành đa ti su gá tình gá tô. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Bồn nhân mê cá tình ti nành đa ti phiêu vô nành đa ti su gá tình gá tô. Bồn nhân mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su tình gá tô. Bồn nhân mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su gá tình gá tô. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới theo giọng kinh ha. Itha nan đa ti bê cha nan đa ti ca ta pô nhô u pha ya tha nan đa ti pô nhân mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô. Itha nan đa ti bê cha nan đa ti ca ta pô nhô u pha ya tha nan đa ti pu nhân mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô. I tha nan đa ti bê cha nan đa ti ca ta pu nhô u pha ya tha nan đa ti pu nhân mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô. Tại sao câu này đọc một hơi vậy? Câu này đọc một hơi, lý do cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Còn quý vị đọc hai hơi, quý vị đọc ba hơi, đó là quyền của quý vị. Nhưng mà cuối câu số 2 nó là đoạn âm, thì chúng ta có thể dừng bất cứ chỗ nào. Bởi vì quy luật cuộc sống mệt, nghỉ. Không có ai mà mệt phải ráng sức để làm cái gì hết. Mệt mà không nghỉ thì làm sao mà coi như bảo toàn được cái sức lực. Mệt chúng ta phải nghỉ. Quý vị muốn nghỉ đâu nghỉ. Nhưng mà điều tiên quyết nghỉ nơi trường âm. Nghĩ nơi đoạn âm là thấy có vấn đề. Cho nên quý vị mệt nghĩ một hơi không được thì đọc hai hơi, hai hơi không được đọc ba hơi. Nhưng mà nghĩ nơi trường âm, mà nghĩ nơi trường âm thì quý vị phải kéo dài ra. Trường âm không thể đọc hụt hơi, mà trường âm là quý vị dừng lại đó mệt nghĩ, nghĩ từ tốn, nghĩ chậm rãi, nghĩ đàng hoàng, chứ không phải là mệt quá nằm xuống cái rầm không được, hoặc mệt ngồi xuống cái ít không được.
mà quý vị phải ngồi từ từ bởi vì nó chưa ngấm. Rồi đó là cái vấn đề trường âm đoạn âm chúng ta đọc theo giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ, bài này cũng hơi khó đọc chứ không phải là dễ, nhưng mà rồi quý vị đã qua những cái bài học trước thì cái âm điệu nó cũng giống giống nhau thôi ha. Ý thanh anh đã tí bên chân anh đã tí cả ta phun nhô upayan thanh anh đã tí phun nhân mê ca tân tin anh đã tí phiêu vô anh đã tí siêu gà tín gà tô ý thanh anh đã tí bên chân anh đã tìm càng ta phun nhô upayan thanh anh đã tìm phun nhân mê ca tan tin anh đã tìm phiêu vô anh đã tìm siêu gà tín gà tô ý thanh anh đã tìm bên chân anh đã tìm càng ta phun nhô upayan thanh anh đã tìm phun nhân mê ca tan tin anh đã tìm phiêu vô anh đã tìm su ga tin ga tô nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng nó sướng ta làm thiện sanh quả lành sướng hơn. Rồi xà thủ xin mời xiết mê ta xiết kem. Dạ nam mô bút tha giá, nam mô thần ma giá, nam mô sang kha giá. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú số 18. Ý tha nan đa ti bay cha nan đa ti ca ta bun nhô u pha yak tha nan đa ti bun nhang mê ca tan thi nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ý thá hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, cá tá hai đoạn âm, bun trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, dắt trường âm nhấn, thá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Ý tha nan đá tí bách cha nan đá tí ca ta bùn nhô ú phá dắt tha nan đá tí. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Bùn trường âm nhấn, năng nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, xú gá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Bun nhăn mê ca tan ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tin ga tô. Con xin đọc lại hết bài. Y tha nan đa ti bay cha nan đa ti ca ta bun nhô u pha yat tha nan đa ti bun nhăn mê ca tan ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô.
Y tha nan đa ti bay cha nan đa ti ca tha bùn nhô. U pha yat tha nan đa ti bùn nhăng mây. Ca tàn ti nan đa ti phiêu dô. Nan đa ti su ga tình ga tô. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng, nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ý tha nan đa ti, bạch cha nan đa ti, ca ta bùn nhô, ô pha dạch, tha nan đa ti, bùn nhân mây ca, thanh ti nan đa ti, phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô. Dạ, con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Bữa nay sư mở màn, sư thăm dò làm con sợ quá sư. Nhất là bài này, đọc cố gắng đọc, đừng đọc quá nha. Đọc làm sao mà cố gắng đâu, thôi nghĩ mà không phải nghĩ, nghĩ nhạc cái đùng xuống. Trời ơi, ghê quá. Nghe con rung gãy hết trơn à. Nghe con gùng rợn quá sư. Sư nhát quá, sư nhát, sư hù quá, sợ quá sư. À, hồi năm ngoái năm kia con học sư đâu có cái mới đâu sư. Mỗi năm mỗi mới sư ha. Bởi vậy Văn Nhật Hà nói kỳ này sư intensive là nó tăng trường lên, nó nhiều hơn. Chạy hồng thì con ò e ò e hả? Ghê quá, cười ghê quá, thở ò hả? Cái này mới nha, không biết nghĩa ò e là gì ta. Ò e cũng là đờn, nghe cái đờn giống đấm ma vậy, phải không? Thường khi bị ngã không ò e e, còn mấy đấm ma tôi nhớ hồi nhỏ đó, đấm ma người ta có đờn ò e vậy đó. Ò e có nó xe cứu thương bên Việt Nam hả, nó kêu khác, bên Mỹ nó kêu khác, lâu rồi không nhớ, chỉ nhớ đấm ma thôi, càng đấm ma thôi. Thôi giờ trả bài đi, đúng thôi, sư gầy nữa, nói mỏi nhọn, nói cà kê dê ngỗng, nói tào lao thiên địa ầm lum nữa. Thôi trả bài đi. Dạ thôi, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 18 ạ. Ý ta nành đa ti thách cha nành đa ti khá ta phùng nhô út phá giác tha nành đa ti phùng nhằn mề khá tành ti nành đa ti phiêu dô nành đa ti su gát tình gát tô. Ý ta nành đa ti thách cha nành đa ti khá ta phùng nhô út phá giác tha nành đa ti phùng nhằn mề khá tành ti nành đa ti phiêu dô nành đa ti su gát tình gát tô. Phân tích câu 1, câu 2. Ý thá hai đoạn âm. Năm trường âm nhắn. Đá tí hai đoạn âm. Thét trường âm nhắn. Chá đoạn âm. Năm trường âm nhắn. Đá tí hai đoạn âm. Câu số 2. Khá tá hai đoạn âm. Phùng trường âm nhắn. Nhô trường âm thông thường. Ú phá hai đoạn âm. Giác trường âm nhắn. Thá đoạn âm. Nành trường âm nhắn, đá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ý tha nành đá tí phét cha nành đá tí khá ta phùng nhô út phá giác tha nành đá tí phùng nhằn mề khá tành tí nành đá tí phiêu dô nành đá tí su gát tình gát tù. Phân tích câu 3, câu 4. Phun trường âm nhắn, nhăn trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Trời ơi, sao thiếu một ruồi vậy? Để một ruồi vô đường. Không biết tại sao lúc đầu con mới vô con nghe sư nói dạy trường âm đọc
theo giọng nguyên âm, con thấy đường âm đọc, trường âm đọc đường âm có một ruồi đúng hơn đó sư, tại thường mấy mấy trường âm đọc theo giọng nguyên âm á nó hay có một ruồi lắm sư, tại vì nếu đọc theo nguyên âm hả thì có nhiều chữ theo nguyên âm đâu kêu là trường âm đọc theo giọng nguyên âm đâu, sao là con gọi là trường âm theo có một ruồi á. Nữa nhiều chuyện nữa, phân tích lại câu ba nha, sorry nha. Phun trường âm nhắn, nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhắn, tí đoạn âm, nanh trường âm nhắn, đá tí hai đoạn âm, câu cúng cùi câu cuối cùng, phiêu trường âm nhắn, vô trường âm thông thường, nanh trường âm nhắn, đá tí xú giá bốn đoạn âm, tình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tưởng tính nói một ruồi nữa, giá đoạn âm tô trường âm thông thường, đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại hết nguyên bài, rồi ca kệ, con thích nhất cái ca kệ bây giờ đó, rồi dịch tiếng Việt Nam, sư Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phung nhăn mê khá tanh tí nành đá tí phiêu vô nành đá tí su gát tình gát tô. Ý tha nành đá tí phát cha nành đá tí khá tá phùng nhô út phá giác. Tha nằm đá tí phùng nhằn mê khát tành tí nằm đá tí phiêu vô nằm đá tí su gát tình gát tô. Người ta kể được. Ý tha nằm đá tí. Ủa con chưa kể sao sư cho con bông mai vậy? Bữa nay chắc là sư khỏe rồi đó. Bởi vậy sư mới theo dõi cho bông châu ra nha. Để con ca kể là cho thiệt là ngon lành nha sư. Ý tha nằm đá tí phát phát cha nan đa ti kha ta phung nhô úp pha yak ta nan đa ti phung nhăn mê ca tan ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tinh ga tô y tha nan đa ti cha nan đa ti kha ta phung nhô úp pha yak ta nan đa ti phung nhăn mê ca ta tinh nan đa ti phiêu vô nan ti su ga tinh ga tô. Con ca mà con liếc liếc qua chỗ con thấy Hồng Kỷ Minh Trung cứ cười cười ha ha, thấy cho vỗ tay vỗ chân vậy trơn á đó, ba cái vỗ tay vỗ chân luôn mà hấp dẫn mê ly gùng gợn à nha, ăn chằn chứ cho bông qua không mà vỗ tay vỗ chân nó mới vui. Ok, dịch tiếng Việt Nam nè. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Trời ơi, cái này hay thiệt á. Con đọc xong rồi đó, không biết chuyện gì rắc rối rồi sư hả? Sư chưa chi sư cho ba cái bông hoa màu hướng dương vàng khè luôn. Lâu lắm rồi đó con không thấy cái bông hoa của sư cho nha. Chắc bữa nay sư khỏe rồi đó, thành ra sư mới nghe theo dõi cho bông hoa. Mấy bữa kia là sư đi nghỉ mệt, uống nước chè, nước lạnh, nước gì ha, miễn cho sư khỏe ha. Quý vị bà con ơi, tôi có sai gì không? Quý vị nói cho tôi nghe nha. Chỉ tôi nghe nha. Thôi giờ mời cô Hồng Thị Kim Dung lên nha. Alo, 123, 123. Chị Kim có tặng hoa. Khi mà cái vấn đề phân tích và đọc theo trường âm, đoạn âm. Còn nếu mà nghe chị Kim mà kể thiện rối đồ hình. Cho nên cái vấn đề kể em sao cũng được hết á. Chúng tôi chỉ chú trọng cái vấn đề trường âm, đoạn âm chứ không có chú trọng về phần kể nha. Bởi vì nghe cái giọng của Sĩ Kim là thấy bị rối đời hình liền à. Thôi không sao. Nghĩa là cho nhớ phần trường âm, đoạn âm thành công là tốt rồi. Mời Sĩ Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Y tha nằn đa ti bách cha nằn đa ti kata bùn nhổ u pha giác
tha nằn đa ti bùn nhằng mề ca tần ti nằn đa ti phiều dồ nằn đa ti su gát tình gát tổ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ý thá là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, cá tá là hai đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Y tha nằn đá tí bách cha nằn đá tí cát ta bùn nhổ ú phá dắt tha nằn đá tí. Câu 3 và câu 4. Bun là trường âm nhấn, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá, tí là hai đoạn âm. Phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, đá, tí, xú, gá là bốn đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại ạ. Y tha nằn đa ti bách cha nằn đa ti cát ta bùn nhổ u pha giác tha nằn đa ti bùn nhằng mề ca tần ti nằn đa ti phiều dồ nằn đa ti su gát tình gát tổ. Y tha nằn đa ti bách cha nằn đa ti cát ta bùn nhổ u pha giác tha nằn đa ti bùn nhằng mề ca tần ti nằn đa ti phiều dồ nằn đa ti su gát tình gát tổ. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ ạ. Y tha nan đa ti bách cha nan đa ti ca ta bun nhô u pha yat tha nan đa ti bun nhang mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tinh ga tô. Y tha nan đa ti bách cha nan đa ti ca ta bun nhô u pha yat tha nan đa ti bun nhang mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tinh ga tô. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn, là bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 18. Y tha nành đa ti phép cha nành đa ti ca ta bùn nhô u pha yat tha nành đa ti bùn nhằng mê ca tành ti nành đa ti phiêu yô nành đa ti su gát tình gát tô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ý thá hai đoạn âm, nanh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, pét trường âm nhấn, chá đoạn âm, nanh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, cá tá hai đoạn âm, phun trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giát trường âm nhấn, thá đoạn âm, nanh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Y tha nành đa ti phép cha nành đa ti ca ta bùn nhô u pha giác tha nành đa ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phun trường âm nhấn, nhăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nanh trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô
trường âm thông thường, nanh, trường âm nhấn, đá, tí, hai đoạn âm, xú, đoạn âm, gá, đoạn âm, tinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, nhăng, đá tanh, nanh, đá tí phiêu dô, nanh, đá tí xú gá tinh, gá tô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 18. Itha nanh dati pekcha nanh dati kata punyo upayat tha nanh dati punyang me katang ti nanh dati phiyo nanh dati sugating kato. Itha nanh dati pekcha nanh dati kata punyo upayat tha nanh dati Phun nhang mê ca tanh ti nanh đa ti phiêu vô nanh đa ti su ga tinh ga tô. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Tuệ Đức, con kính lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh và Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh pháp cú số 18 ạ. Itha nan dati pacca nan dati kata punyo upajatha nan dati punyang me katanti nan dati viyo nan dati sugating gato. Itha nan dati pacca nan dati kata punyo upajatha nan dati punyang me katanti nan dati viyo nan dati sugating gato. Itha nan dati pacca nan dati kata punyo upajatha nan dati punyang me katanti nan dati viyo nan dati sugating gato. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Itha nan dati pacca nan dati kata punyo upajatha nan dati. Ý thá là hai đoạn âm, năn là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năn là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Cá tá là hai đoạn âm, pun là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năn là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Ý thá năn đá tí bách. Cha nan da ti kata pun yo upajatha nan da ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Pun yang me katan ti nan da ti phiu yo nan da ti sugating kato. Pun là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, tí đoạn âm, năn là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm ạ. Phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, năn là trường âm nhấn, đá tí xú gá là bốn đoạn âm ạ. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Itha nan dati pacca nan dati kata punyo upajatha nan dati punyang me katanti nan dati viyo nan dati sugating gato. Itha nan dati pacca nan dati kata punyo upajatha nan dati punyang me katanti nan dati viyo nan dati sugating gato. Con xin đọc tiếng Việt ạ. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện, sanh cõi lành, sướng hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Ý tha nan đa ti, bệnh cha nan đa ti,
kata punyo upajat thananda ti punyang mekatan tinandati fiujo nandati sukating gato. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ, con có sai con xin quý sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ, con xin xuống nhất và con kính tri ân tất cả. Xin mời bạn kế tiếp, con không nhìn thấy ai. Dạ con xin ảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn số 18. Y tham nàn đá ti bách cha nàn đá ti cát ta bùn dồ. U phá giác tha nàn đá ti bùn nhằn mề cát tàn tí nàn đá ti phi dồ. Nàn đá ti su gát tình gát tồ. Y tham nàn đá ti bách cha nàn đã ti cát ta bùn nhồ u phái giác tha nàn đã ti bùn nhằn mề cát tàn ti nàn đã ti phi dồ nàn đã ti su giác tình giác giác tù ý thá là hai đoạn âm nàn trường âm nhấn đã ti hai đoạn âm bát trường âm nhấn giá đoạn âm nàn trường âm nhấn đã ti cá tá bốn đoạn âm bun trường âm nhấn nhô trường âm thông thường ú phá hai đoạn âm giác trường âm nhấn thá đoạn âm nan trường âm nhấn đá tí hai đoạn âm bun trường âm nhấn năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mê trường âm thông thường cá đoạn âm tan trường âm nhấn tí đoạn âm nan trường âm nhấn đá tí hai đoạn âm phít là trường âm nhấn vô trường âm thông thường nan trường âm nhấn đá tí xú gá bốn đoạn âm tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá đoạn âm tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Ý than nan đá tí bách cha nàn đa ti ca ta bùn nhồ u pha yat tha nàn đa ti bùn nhằn mề ca tàn ti nàn đa ti phích dồ nàn đa ti su gắt tình gắt tồ y tha nàn đa ti bách cha nàn đa ti ca ta bùn nhồ u pha yat tha nàn đa ti bùn nhằn mề ca tàn ti nàn đa ti phích dồ nàn đa ti su ga tình ga tô y tha nàn đa ti bách cha nàn đa ti ca ta bùn nhồ u pha yát tha nàn đa ti bùn nhằn mê ca tàn ti nàn đa ti phi nhồ nàn đa ti su ga tình ga tô y tha nàn đa ti bách cha nàn đa ti kata punyo ufa yatha nandati punyang me katanti nandati vijo nandati sugati yato nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng nó sướng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sân Kha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú số 18. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh. Ý tha nàn ý
Chanandati Bechanandati Katabunyo Upayatha Nandati Bunyang Me Kata Bunyang Me Katanti Nandati Fiyo Nandati Sugatin Gato Ithanandati Bechanandati Katabunyo Upayatha Nandati Bunyang Me Katanti Nandati Fiyo Nandati Sugatin Gato. Nhạc con đọc lại. Itha nandati bacha nandati kata bunyo upayatha nandati bunyang me katanti nandati fiyo nandati sugatin gato. Con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm. Nan là trường âm ngắn, đá tí là hai đoạn âm, bếp trường âm ngắn, chá đoạn âm, nan trường âm ngắn, đá tí hai đoạn âm, cá tá hai đoạn âm, bùn trường âm ngắn, nô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, dách trường âm ngắn, thá âm, nan trường âm ngắn, đá tí hai đoạn âm, buôn trường âm ngắn, nhân trường âm thanh, trường âm đọc theo giọng ngân âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tan là trường âm ngắn, tí đoạn âm, nan là trường âm ngắn, đá tí là hai đoạn âm, phiêu là trường âm ngắn, vô là trường âm thông thường, nan là trường âm ngắn, đá tí là hai đoạn âm, xú gá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng ngân âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Ý thá nan đá tí bách chá nan đá tí cá ta buồn nhô úp phá giác thá nan đá tí bùn nhàng mê cá tàn tí nàn đá tí thù dô nàn đá tí xú gá tình gá tô. Nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện sanh quả làm sướng hơn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Ithanandati bechanandati kata bunyo upayatha nandati bunyang me katanti nandati fiyo nandati sugatin gato. Ithanandati bechanandati kata bunyo upayatha dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 18. Itha nan dati paccha nan dati katta punyo upayattha nan dati punyang me katanti nan dati chiyo nan dati sukhatin gato. Dạ xin phân tích câu 1 và câu 2. Itha nan dati paccha nan dati katta punyo upayattha nan dati. Ý thá là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá đoạn âm, nam trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, cá tá hai đoạn âm, vun trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, nam là trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Ý tha nàm đá tí tách cha nàm đá tí cách tách vùn nhờ ú phá giáp tha nàm đá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Bùn nhàng nề các tàn tí nằm đá tí chiều giờ nằm đá tí su gáp tình gá tồ. Bùn là trường âm nhấn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm,
Tam là trường âm nhấn, Tý là đoạn âm, Nan là trường âm nhấn, Đá Tý hai đoạn âm, Phiêu là trường âm nhấn, Vô là trường âm thông thường, Nan trường âm nhấn, Đá Tý Xú Gá là bốn đoạn âm, Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Gá là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường. Vun nhang me cát tam tí nam đá tí phiêu vô nam đá tí sa giác từng gác tồ. Dạ, con xin đọc lại câu pháp thứ 8. Ý tha nam đá tí tách cha nam đá tí cát tá vùn nhồ ú phá giác. Tha nam đá tí vùn nhang me cát tam tí nam đá tí phiêu vô nam đá tí su giác từng gác tồ. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Y tha nam đa ti vạch cha nam đa ti ca ta phun nhô u pha yán tha nam đa ti phun nhăn mê ca tán tư nam đa ti thừa vô nam đa ti su ga tinh ga tô. Ý tha nan đa tì tanh cha nan đa tì ca ta phun nhô u pha yán tha nan đa tì phun nhăn mê ca tan tì nan đa tì thiêu yô nan đa tì su ra tình ra tô. Dạ, con đã phân tích và đọc kệ xong. Dạ, có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Xin cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con xin chào quý đạo hữu và con xin đọc kệ ngôn câu pháp cú số 18. Ý tha nàn đá tí phết chá nàn đá tí cá tô phùn nhô ú bá giác tha nàn đá tí phùn nhăn mê cá tàn tí nàn đá tí bì biêu dô nàn đá tí su gá tình gá tô. Ý tha nàn đá tí phết chá nàn đá tí cá tô phùn nhô ú bá giác tha nàn đá tí phùn nhăn mê cá tàn tí nàn đá tí biêu dô nàn đá tí su gá tình gá tô. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Ý tha nàn đá tí phết chá nàn đá tí cá tô phùn nhô ú bá giác tha nàn đá tí. Ý tha là hai đoạn âm, nàn trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, phết trường âm nhấn, chá đoạn âm, nàn trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, cát tác hai đoạn âm, phun trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, ú bá hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại và phân tích câu 3, câu 4. Ý tha nàn đá tí phết chá nàn đá tí cá tô phùn nhô ú bá giác tha nàn đá tí phùn nhăn mê cá tàn tí nàn đá tí bít dô nàn đá tí su gá tình gá tô. Phùn nhăn mê cá tàn tí nàn đá tí biêu dô nàn đá tí su gá tình gá tô. Phùn là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tan trường âm nhấn, tí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, biêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, xú gá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm
thông thường. Dạ con xin đọc lại. Itha nandati pecha nandati kato punyo uva yatha nandati punyang me katanti nandati biyo nandati sugating gato. Ngày sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện, sanh khỏi lành sướng hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cảm ơn sư trí đức và cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo con xin mời cô tu nữ, con xin mời đạo hữu Tina. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 18. Itha nandati pecha nandati kata punyo uva yatha nandati punang me katang ti nandati vyo nandati sugating gato. Con xin phân tích câu 1 và 2. Itha nandati pecha nandati kata punyo uva yatha nandati. Ý tha hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, trường âm nhấn, trá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, các đoạn âm, các trường âm, các tá hai đoạn âm, pun trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, nan âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Itha nandati pecha nandati kata punyo uva yatha nandati. Câu 3 và 4. Punyan me katanti nandati phiyo nandati sukatin gato. Pun trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, me trường âm thông thường, ca đoạn âm, tăng trường âm nhấn, tí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, nam trường âm nhấn, đá tí su cá bốn đoạn âm, tin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường, phun nhan mê cá tần tí nan đá tí phiêu vô nan đá tí su cá tin gá tô. Con đọc lại. Itha nandati pecha nandati kata punyo uva yatha nandati punang me katang ti nandati phiyo nandati sukating gato. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hay đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Con của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phép được kể. Itha nandati pecha nandati kata punyo uva yatha nandati punyan me katanti nandati vyo nandati sukating gato. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng, có sai xin sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sa giá. Thanh có thể yên không ạ? Alo 1 2 3 4. Dạ cảm ơn thầy Vũ. Con đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chị thiên nữ. Cảm ơn ngài Quân hiểu. Và bây giờ tự nhiên xin phân tích của pháp cú số 18. Ý thá năn đã tắp đồ u phá giá thá năn tí nhân mê cá tàn tí năn đã tí phù năn đã tí su gắt gá tô. Ý thá hai đoạn âm năn nhớ hai đoạn âm, pet
trường âm nhấn, chá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí, đá tá, hai đoạn âm, nhô trường âm thông thường, ú pha hai đoạn âm, giá trường âm đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí, hai đoạn âm, đoạn ba, buôn trường âm nhấn, nhăn trường âm giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn bốn, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, đá tí, đá tí, su gác, bốn đoạn âm trường âm giọng nguyên âm, gá đoạn âm, trường âm thông thường. Ý tha nan đa tí pet cha nan đa tí ca ta pun nhô u phát tha nan đa tí pun ca tan tí đàn tí nan đa tí phi yêu vô nan đa tình ca tô. Bây giờ tự nhiên xin kệ. Ý tha nan đa tí pet cha nan đa tí ca ta ca ta pun nhô u pha ya tha nan đa ti bun nhân ca tan ti nan đa ti thiếu vô nan đa ti su ga tình ga tô y tha nan đa ti bê cha nan đa ti ca ta pun nhô u pha ya tha nan đa ti bun nhân mê ca tan ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tình ga tô nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng nó sướng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Và khẩu thơ này của hòa thượng giới hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ bây giờ tự nhiên đã nay xin đạo trang và ngài chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của xích niệm từ. Dạ kính mời xích niệm từ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sức Thiên Ngũ, cảm ơn Cô Tuệ Duyên. Dạ, cảm ơn Sức Hồng Mai, cảm ơn Sức Nhật Bình đã cho niềm từ biết không thân rõ. Cảm ơn Sức Trung Nhung. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 18. Ita nan dati pek cha nan dati kata bun nyo ufa yak tha nan dati bun nhang me katan ti nan dati phiêu yo nan dati sugatin gato. Ita nan dati pek cha nan dati kata bun nyo ufa yak tha nan dati bun nhang me katan ti nan dati phiêu yo nan dati sugatin gato. Và con phân tích câu số 1 và câu số 2. Itha nan dati becha nan dati kata bunyo upayak tha nan dati. Ý thá là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, bech là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Và câu số 2.
cá tá là hai đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, nanh là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Bùn nhằn bề cát tành tí nành đá tí phiêu dô nành đá tí su gá tình gát tồ. Và câu số 3, bùn là trường âm nhấn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nanh là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm. Và câu số 4, phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, nanh là trường âm nhấn, đá tí xú gá là bốn đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Y tha nan da ti pe cha nan da ti ka ta bun yo u pha yak tha nan da ti bun nhang me ka tan ti nan da ti phiu yo nan da ti su ga tin ga to. Và con xin kể câu pháp cú số 18. Y tha nan da ti pe cha nan da ti ka ta bun yo u pha yak tha nan đa ti bun nhẫn mê ca tần ti nan đa ti phiêu vô nan đa ti su ga tin ga to. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Đó là bản dịch chữ Việt chữ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong, con có sai, con ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Và bây giờ con xin mời bàn tay của sư Tùy Đức ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, alo. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 18. Ithanandati Bechanandati Katapunyo Ufayathanandati Bunyang me katang tinandati Fayyo nandati sugating gato. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nói sướng ta làm thiện, sanh khỏi lành sướng hơn. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Ithanandati dacha Bechanandati katabunyo upayathanandati Bunyang me katang tinandati Vayyo nandati sugating gato. Ithanandati bechanandati katabunyo upayathanandati Bun nhân mê ca tăng ti nan đa ti Vây do nan đa ti su ga tăng ga to Vi tha nan đa ti bê cha nan đa ti Ca ta bun nhô u pha ya tha nan đa ti Bun nhân mê ca tăng ti nan đa ti Vây do nan đa ti su ga tinh ga to. Dạ, con xin hết ạ. Xin kính mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ lành thai. À, Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, con kính tri ơn Đại Đức Tự Đức. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà mời hành kiểm nha. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức,
Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay có sư Tuệ Đức lên đọc và kệ hay quá, chắc là mỗi ngày sư cũng lên làm đầu tàu tiếp tục nha sư. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 18 hôm nay ạ. Ithanan dati bekchanan dati kata bunyo upayatthanan dati bunyang me katan tinan dati phiyo nan dati sugating gato. Ithanan dati bekchanan dati kata bunyo upayatthanan dati bunyang me katan tinan dati phiyo nan dati sugating gato. Dạ, con xin phần câu số 2. Ý thá hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, chá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, cá tá hai đoạn âm, bun trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm. Ithanan dati bekchanan dati kata punyo upayatthanan dati. Và câu số 3 và câu số 4. Bunyang me kata tan tinan dati phiyo nan dati sugating gato. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Bun trường âm nhấn, nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, me trường âm thông thường, cá đoạn âm, tan trường âm nhấn, tí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, xú gá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Bun nhằng mê ca tàn tí nàn đá tí phiêu dô nàn đá tí su ca tình gá tô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Y thà nàn đá tí bác chá nàn đá tí ca tá bùn nhô ú phá giác thà nàn đá tí bùn nhằng mê ca tàn tí nàn đá tí phiêu dô nàn đá tí su ca tình gá tô. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ithanandati pekchanandati katabunyo upayat thanandati bunyang meka tanti nandati phiyo nandati sugating gato. Ithanandati bekchanandati katabunyo upayatthanandati bunyang meka tanti nandati phiyo nandati sugating gato. Dạ, con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ, con xin mời cô Hành Kiểm ạ. Nam mô Bà, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 18. Ithanandati bekchanandati katabunyo upayatthanandati bunyang me katanti nandati phiyo nandati sugating gato. Dạ, con xin phân tích, đọc về phân tích câu 1, câu 2. Ithanandati bekchanandati katabunyo upayatthanandati. Ý thá là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, cá tá là hai đoạn âm, bun trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn,
thá đoạn âm nan, trường âm nhấn đá tí hai đoạn âm. Con đọc và con tích tiếp câu 3, câu 4. Buồn nhằn mê ca tành tí nàn đá tí phiều dồ nàn đá tí sư ga tình ga tù. Buồn trường âm nhấn, nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, đá tí hai đoạn âm, số hai đoạn âm, trường âm gá đoạn âm, tên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Dạ con đọc lại nguyên bài. Ti bần đa ti ca ta buồn nhồ u pha gia tha nàn đa ti buồn nhằng mê ca tàn ti nàn đa ti phiêu dồ nàn ti su ga tình. Dạ con xin kể. Tha nan đa ti bê cha nan đa ti ca ta buồn nhồ u pha gia tha nàn đa ti bốn nhang mê ca tan tê nan đa tì phiêu vô nan đa tì sô gà tinh gà tồn. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Dạ con trả bài xong. Dạ con xin có chỗ nào sai xin quý sư quý cô quý đạo tràng chỉnh sửa giúp con. Nhà con xin cảm ơn. Nhà xin trả mít để cho đạo tràng. Sa thủ sa thủ xích hành kém, dòng kệ xích hành kém đặc biệt truyền cảm ha. Sa thủ hôm nay có đệ đức tuệ đức tham gia làm cho đạo tràng có vẻ linh động hơn ha, rất là hoan hỷ. Sa thủ hôm nay quý vị rất là tiến bộ, nhất là Xích Ca Thanh Hoàng ha. Xích Thanh Hoàng lúc này đọc rất là trôi chảy ha, một cái sự tiến bộ mà chúng ta thấy rõ nét. Alo quý vị còn nghe không? 123 123. Sa thủ. Đúng là vị nào cũng giỏi, nhưng mà sự mạnh dạn, sự cầu tiến của đại đức tuệ đức ha, mới đến với đạo tràng ha. Giọng đọc nè, rồi giọng kể nữa, đó là một cái sự khích lệ lớn cho pháp hội của chúng ta. Và như vậy thì những cái vị mới, nhất là Siết An Huỳnh ha, cứ mạnh dạn đưa tay nha, cứ mạnh dạn đưa tay thì đừng có ngại, cứ đưa tay là quý vị thành công. Cho nên quý vị cứ mạnh dạn lên. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng, tức là chúng ta đọc xong phải hiểu ý nghĩa của những cái từ này như thế nào ha. Ý thật nành đá tí bê cha nành đá tí. Câu này chúng ta thấy có bốn từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Những cái bài trước chúng ta cũng đã học rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lướt qua nhanh một chút ha. Chứ còn nếu mà cứ lặp đi lặp lại thì quý vị thấy nó hơi nhàm. Ý tha là ở đời này, đây là một trạng từ. Rồi cái chữ nandati, đây là một động từ số nhiều. Xin lỗi, động từ số ít chứ. Khi nào nandati mới là số nhiều, đây nandati, đây là một động từ số ít. Có nghĩa là sự thích thú. Nandati là thích thú. Rồi chữ bách cha, tức là một cái động từ bất biến,
sau khi chết do cái căn ngữ ý, tức là căn ngữ gác thạch ý, bếch cha sau khi chết. Rồi sau khi chết làm sao nữa? Nành đá tí cũng thích thú. Ở đời này thích thú, sau khi chết cũng thích thú. Rồi, đó là cái câu đầu ha. Câu số 2. Câu số 2. Katapunyo upayattha nành đá tí. Katapunyo. Chữ Katapunyo. Đây là một cái động từ. Katapunyo. Do chữ Kata và chữ Punya. Kata là đã được làm ha. Kata là quá khứ phân từ của cái động từ Karoti. Kata đây là đã được làm. Punyo do chữ Punya. Và chữ Punya này đã đứng làm chủ từ số ít. Matthama nghe câu quá chân phát tí. Cho nên chữ Punya biến thành Punyo. Punyo là việc phước thiện. Việc phước thiện. Katapunyo là người có việc phước thiện đã được làm. Người có việc phước thiện đã được làm. Katapunyo. Rồi chữ Upayattha. Upayattha. Upayattha đây là một trạng từ, có nghĩa là cả hai. Upayattha là cả hai. Nandati giống như ở trên là thích thú. Nandati là thích thú. Vậy thì câu 1, câu 2 ha. Ithanan dati bechanan dati katapunyo upayathanan dati. Người có việc phước thiện đã được làm, hân hoan ở đời này, hân hoan sau khi chết, hân hoan ở hai nơi. Người có việc phước thiện đã được làm, hân hoan hay là thích thú ha, ở đời này thích thú, sau khi chết hân hoan ở hai nơi. Rồi tiếp tục câu 3, câu 4. Punyang me katan tihnan dati. Câu 3. Câu 3 chúng ta thấy 1, 2, 3, 4 từ ha. Punyang me katan tihnan dati. Chữ punyang. Chữ punyang do cái từ punya ha, nó là một danh từ trung tính, nhưng mà chữ punya này được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giá quyền phát tí e cao quá trình á, cho nên punya biến thành punyang. Punyang là việc phước thiện. Punyang là việc phước thiện. Mê do cái đại từ a hằng, có nghĩa là tôi, nhưng mà từ á hăng này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít tức là ta tỷ giá quyền phát tỷ e cao quá trình á. Cho nên nó biến thành mê.
mê bởi tôi. Bởi tôi. Katanti là đã làm. Katanti là đã làm do cái động từ karoti ha. Rồi nandati là thích thú à, có sẵn ở trên ha. Chữ babakari không có ha. Không có cái chữ babakari. Và câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Phiêu vô nành đá tí su gá tình gá tô. Phiêu vô nành đá tí su gá tình gá tô. Chữ phiêu vô đây là một trạng từ xa hơn, hơn. Xa hơn, hơn. Chữ phiêu vô. Nên là tiếc là thích thú. Su gạ tình. À, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ su, có nghĩa là lành, là tốt, là đẹp. Và chữ gạ tình do chữ gạ tí. Gạ tí là một danh từ trung tính. Ý cờ rành ta nà bùng sắc cờ linh gà. Gạ tí có nghĩa là cảnh giới tái sinh. Mà sugatin à, có nghĩa là vào nhàn cảnh, vào cảnh giới tốt đẹp. Sugatin. Rồi chữ gato à, gato cảnh giới tái sinh. Sugatin gato vào nhàn cảnh hay là vào cảnh giới ăn vui ha. Rồi bây giờ cái câu này à, câu 18. Punyang me katan ti nan dati phiêu vô nan dati sukatin gato. À, cái câu này ý nghĩa rằng ta đã làm việc phước thiện, được đi đến nơi nhàn cảnh hân hoan nhiều hơn nữa. Hân hoan nhiều hơn nữa. À, ta đã làm việc phước thiện, được đi đến nhàn cảnh hân hoan nhiều hơn nữa. À, vậy thì câu Phật ngôn 18 cho chúng ta ý nghĩa. Người có việc phước thiện đã được làm hân hoan ở đời này, hân hoan sau khi chết, hân hoan ở cả hai nơi. Hân hoan nghĩ rằng ta đã làm việc phước thiện, được đi đến nhàn cảnh, cái ấy hân hoan nhiều hơn nữa. À, câu Phật ngôn 18 được Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ phát thế này. Đây hạnh phúc kia an vui, trong người thiện hạnh rạng ngời hân hoan. Đã mừng gieo được phước vàng, sanh vào tiên cảnh lại càng mừng hơn. À, đây hạnh phúc kia an vui, trong người thiện hạnh rạng ngời hân hoan. Đã mừng gieo được phước vàng, sanh vào tiên cảnh lại càng mừng hơn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch theo thể ngũ ngôn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Mừng rằng ta làm thiện, sanh quả lành sướng hơn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nói sướng ta làm thiện, quả lành sướng hơn. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn số 18. Sau khi tìm hiểu ý nghĩa tự vận xong, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Tại sao có câu Phật ngôn này? Câu Phật ngôn số 18 à, được Đức Phật đề cập đến nàng Sumana Devi.
ở tại chùa Kỳ Viên, tức là cái xuất phát từ chùa Kỳ Viên, Đức Phật đã đề cập đến nàng Sumana Devi. Mà nàng Sumana Devi là con của ông trưởng giả cấp cô độc Anathapindika. Alo, Anathapindika viết làm sao đây? Phải tên của người cha chứ, đây là người con, nhưng mà phải nghĩ đến cha, vì cha ông cấp cô độc viết làm sao? Anathapindika. Alo. Rồi khi người ta hỏi, ủa cái nàng này con của ai? Rồi quý vị trả lời sao? Hey, con cái ông đó, con cái ông ấy, con cái ông nọ, đâu được. Người ta có tên đàng hoàng. À, ông cấp cô độc là một người nổi tiếng. Mà quý vị, Anathapindika. Hay quá. Sư Kim Nhung thiếu chữ cá. Quỳnh Giang Nhật Hà chiến đấu ha. Rồi Sư Kim Nhung thiếu chữ á phía sau nè. Anathapindika. Rồi bấm thiếu hả? Bấm thiếu hên đó. Ông không biết thiếu rồi, đọc trật tên ông là ông về ông kiện đó. Bây giờ là ông là một vị thánh tu đạo hoàng chứ không phải là người phàm nghe. Mà biết thiếu là hủy bán nghe. Rồi ông cấp cô độc là một người rất là đặc biệt. Mỗi ngày ở nhà của ông có 2.000 vị tỳ khưu đến thọ thực. Không riêng gì ông cấp cô độc bên Nam, còn bà Visakha cũng là 2.000 vị tỳ khưu mỗi ngày đến, coi như buổi sáng đến điểm tâm rồi được để vật thực cúng dường đề bát. Rồi những cái người thiện nam tín nữ khác ở trong thành Sa Vệ Sa Quách Thi, bất cứ là ai muốn làm phước trai tăng đều phải thông qua hai vị này để nhờ sự chỉ dẫn của họ. Bên nam cần sự nam thì có ông cấp cô độc, cần sự nữ thì có bà Visakha. Bởi vì dầu cho thí chủ nào dám chịu tốn kém xuất ra hàng trăm đồng tiền vàng để làm cho cuộc lễ lớn hơn ông cấp cô độc hay bà Visakha thì cũng chưa được vừa lòng chư tăng. Bởi vì sao? Chư tăng thì đối với ông cấp cô độc bà Visakha hiểu biết về nghi thức và cái sở thích của chư tăng, vị nào thế nào thì hai ông bà này đều biết rõ. Thì hai vị đại thí chủ nhờ thân cận quen ý của chư tăng cho nên thành tựu trong cái việc dâng cúng thực phẩm hạt theo sở thích của các ngài. Do đó mọi người muốn làm phước cúng dường vật gì đến chư tăng thì đều rủ hai vị đó đứng ra hướng dẫn chỉ vẽ cho. Nhưng mà có một điều là khi họ đi lo việc giúp người khác thì không có ai trông coi hộ tăng ở trong nhà của họ. Cho nên bà Visakha nghĩ rằng ta biết chọn ai thay thế cho ta trông coi hộ độ chư tăng khi đến đây để bác cũng dường. Bà thấy có đứa cháu nội gái, bà lấy làm ưng ý, mới giao cho cô ta trông coi việc đó. Và ở nhà bà Visakha thì đã có cháu của bà đảm trách cái vấn đề hộ độ chư tăng khi đến thọ thực, khi đến để bác vân vân. Còn về phần cấp cô độc á, thì ông cũng chỉ định cho con gái lớn của ông tên là Mahasupadda. Alo, Mahasupadda, quý vị biết làm sao cho nó đúng? Maha là lớn ha, Supadda là hiền thiện ha. Mahasupadda. Alo, quý vị biết cái tên của cái người này?
Cái người này là chị của Sumana Devi, Maha Supada, Maha Supada Sĩ Nhật Quỳnh viết sai, Sika Kim Nhung viết đúng, Maha Supada. Ô, Sĩ Kim Nhung viết đúng là đúng rồi, bởi vì ở chùa Siêu Lý có một cái hội chúng tên là Supada. Supada. Rồi, sa tu. Thì người chị Maha Supada thay mặt cho ông Cấp Vô Đập lo phục dịch cho Chư Tăng. Rồi cái người chị này nghe kinh thính pháp và chứng đắc thánh quả Tu Đà Vân. Rồi cô ta có chồng và chồng rước đi mất tiêu. Ông Cấp Vô Đập mới giao cái trách nhiệm này cho người em gái kế, tức là Chula Supada. Chula Supada ở trên Maha là lớn, Chula là nhỏ. Cô này cũng làm y như cô chị, rồi cũng chứng đắc thánh quả Tu Đà Vật. Rồi người chồng cũng đến trước đi. Xong Chù La, nếu mà chỉ Chù La thì có dấu huyền, nếu mà không có dấu huyền thì phải hai chữ L ha. Chữ Chun La hay là Chù La cũng đều đúng hết ha. Rồi như vậy là hai người, Maha Supada là chị, Chù La Supada là em, lo phục vụ Chư Tăng để bác cúng dường chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Rồi chồng tới rước đi, chồng tới rước đi. Thì ông Cấp Vô Độc ông mới giao cái trách nhiệm cho người con gái kế. Người con gái kế đó tức là người em út, tức là hai người chị Supada đại và tiểu theo chồng hết rồi. Thì người con gái út của ông có tên là Sumana Devi. Sumana Devi đây là nhân vật chính ha. Cô ta đứng ra thay mặt cho cha mà đảm trách cái phần sự hộ tăng. Rồi cô cũng nghe pháp chứng đắc thánh quả Tu Đà Vườn, nhưng mà cô ta vẫn ở như vậy, không có chồng. Bởi vì không có chồng cho nên mang tiếng là gái lỡ thời. Rồi cô ta buồn quá, rồi bỏ ăn nằm liệt giường và nhắn tin cho cha về gặp mặt Hồ Gốc. Bởi vì cái gì được hai ngày để tự lết tự tự nha, làm gì mà hai ngày, đâu phải là bỏ ăn làm liệt giường hai ngày đâu. Bởi vì ở đây không phải là cái vấn đề mà chính là vấn đề bỏ ăn, mà chính là vì ế chồng mà lỡ thời, cho nên cô ta mới buồn rầu sầu khổ bỏ ăn, rồi mới nhắn tin cho cha về, bởi vì cô cảm thấy sức khỏe nó xuống cấp rồi. Ông Cấp Vô Độc nhận được tin gấp rút của người con gái út, ông lật lật trở về nhà và hỏi con gái: Sumana, con đau làm sao vậy? Trong cái cơn hấp hối ha, trong cái thấy sức khỏe của mình xuống dốc và biết rằng mình sắp ra đi, cho nên người con á, Sumana, khi mà được cha hỏi là con đau làm sao vậy, thì cô ta mới trả lời: Này cậu út nói cái gì vậy? Ngạc nhiên, ông Cấp Vô Độc mới hỏi: Sumana con, tại sao con nói tầm sàm vậy? Tao là cha mày, tại sao mày nói tao là cậu út? Thì người con cũng tỉnh bơ, rất là tỉnh táo, mới nói với cha mình: Chị không nói xàm đâu cậu út. Sumana con sợ chết,
cho nên con mới nói bậy phải không? Chị không có sợ chết đâu cậu út. Và khi nói dứt lời như vậy thì Sumana đều quỳ làm thinh, rồi tắt hơi, đi luôn qua cảnh giới khác. Thì dù là chứng đắc thánh quả tu đà rồi, nhưng mà ông cấp cô độc không làm sao gọi là khuây khỏa cái nỗi ưu phiền mến tiếc đứa con gái đã mất. Khi mà lo hỏa táng thi hài cho con xong thì ông vừa khóc vừa đi đến chỗ của Đức Bổn Sư. Khi thấy ông như vậy thì Đức Phật hỏi: này gia chủ, có việc gì mà ông đến đây mà còn khóc lóc vậy? Trong ông cái vẻ khổ sở sầu bi, mặt ông đầy nước mắt. Bạch ngài, con gái út của con là Sumana Devi vừa mới từ trần. Ồ, vậy sao ông khóc? Ông không biết rằng tất cả chúng sanh đều phải chết hay sao? Bạch ngài, con cũng biết chứ, nhưng mà con gái út của con nó đầy đủ sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Thế mà nó là mất trí, mê lầm, nói xàm trong lúc nó lâm chung. Đó là điều con hết sức buồn rầu, sầu khổ. Này ông cấp cô độc, chẳng hay con gái con nói những cái gì? Bạch ngài, khi mà con hỏi nó: này Sumana Devi, con đau làm sao? Thì nó đáp rằng: này cậu út, cậu nói cái gì? Con lại bảo nó: Sumana, con đừng có nói xàm. Thì nó lại đáp rằng: chị không có nói xàm đâu cậu út à. Con nói: Sumana Devi, con sợ chết phải không? Nó đáp: chị không có sợ chết đâu cậu út à. Rồi nó làm thinh tắt thở đi luôn, không có trối trăng lại cái lời nói nào hết. Khi đó thì Đức Phật mới dạy rằng: này ông cấp cô độc, con gái của ông không có nói xàm đâu. Ồ, thế sao nó nói kỳ lạ vậy? Này ông cấp cô độc, sở dĩ con gái của ông nói như vậy là vì kể về đạo quả thì ông phải là em út của nó, nhỏ hơn nó. Quả thật ông chỉ chứng được tu đà quần, còn con gái của ông đã chứng được tư đà hàm, cao hơn ông một bậc, tức là về đạo quả con gái của ông lớn hơn. Ồ, bạch ngài, thật vậy sao? Ồ, quả thật đúng là như vậy. Thế thì bạch ngài, bây giờ nó sanh về đâu? Này gia chủ, con ông hiện đang ở cõi Tushita Thiên, tức là cõi Đâu Suất. Bạch ngài, con gái út của con khi còn sống ở gia đình thường vui vẻ hoan hỷ trong thiện pháp, và nay chết rồi đã sanh về nơi nhàn cảnh càng hoan hỷ như vậy sao? Đức Phật mới đáp: đúng vậy. Này gia chủ, kẻ nào không buông lung phóng dật, dầu còn tại gia hay là đã xuất gia, đều được hoan hỷ trong kiếp này và luôn cao cũng như thế đó. Và Đức Phật ngài sẽ thuyết lên câu Phật ngôn 18 này để đưa lên cho bà con thấy ha. Ithanan datibecchanan datikatapunyo upayathanan datibunyang mekatan tinan datipyuyo nan datisugatin gato. Ithanan datibecchanan datikatapunyo upayathanan datin bốn nhân mê ca tân tì năn đa tì phiêu vô năn đa tì su ga tinh ga tổ. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện sanh quả lành sướng hơn. Khi mà Đức Phật ngài đọc lên câu kệ này thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả tu đà hoàn, đại chúng thính pháp cũng đều hưởng.
được sự lợi ích. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng con gái mà xưng chị với cha, tố tâm nương tử khéo thay là cung đâu xuất lên thềm ngọc, rời chốn trần lao bỏ kiếp hoa, thính pháp bất ngờ nên nhị quả, hộ tăng đâu tính dạo thiên hạ, lòng trinh một tấm dầu chưa tỏ, trưởng giả cầu ông Phật Thích Ca. Câu Phật ngôn này quý vị nghĩ làm sao? Đối với đời thì bất hiếu, đối với đạo thì chính xác. Quý vị thấy tại sao bất hiếu? Nói những lời mà nghe không lọt tai tí nào ha. Con mình nói với cha, kêu cha bằng cậu út, chứng tỏ trách thượng, mình lớn hơn. Nhưng mà đối với đạo thì Đức Phật khẳng định cái quả vị Tư Đà Hàm lớn hơn Tu Đà Huân. Nghe Nhập Lai thì thua cái quả vị của một cái vị lớn hơn, tức là Tu Đà Huân, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì Sumana Devi chứng đắc có quả vị lớn hơn ông Cấp Bồ Đề. Chính vì vậy mà trong khi cận tử thì ông Cấp Bồ Đề hỏi, nhưng mà cô ta vẫn tỉnh táo trả lời chứ không mê sản. Nhưng mà qua sự trả lời đó thì đối với đời thì chúng ta thấy bất hiếu, nhưng mà đối với đạo đó là thực tế. Quả vị lớn hơn thì làm chị, con ai nhỏ hơn thì làm em. Cũng giống như nhà chùa ha, quý vị thấy rằng ai tới trước thì ngồi trước, ai tu trước thì lớn hạ hơn. Chứ đừng có nghĩ rằng tao là ông vua thì phải ăn trên ngồi trước. Ông vua muốn ăn trên ngồi trước thì ở tại cái cung điện của mình, còn mà đi tới chỗ khác á mà ăn chay ngồi trước hả, đâu có được. Rừng nào cọp nấy, rừng nào cọp nấy, trong cái địa phận nào thì theo cái nghi thức ở đó, nhập gia tùy tục, nhập húc tùy gian. Và ở đây là một cái điều để cho chúng ta thấy, khi mà tu tập thì cái quả vị nó xác minh. Thì chúng ta thấy rằng tăng thì có bốn đôi tám chúng. Bốn đôi tám chúng thì ông Cấp Cô Độc, Sumana Devi cũng nằm ở trong cái hàng của tăng, chứ không phải là không. Quý vị đừng có nghĩ rằng một người cư sĩ họ còn đầu tóc thì chúng ta coi thường, không được. Cái quả vị này đã xác định họ là những vị tăng, những vị đã xa lìa cái vấn đề mà phiền não tham sân si. Phiền não tham sân si thì họ đã dự vào hàng của tăng. Bốn đôi tám chúng thì quý vị thấy, dầu chúng ta là những người xuất gia đi, nhưng mà chưa chứng đắc được đạo quả Tu Đà Huân, Tư Đà Hàm, A Hàm, A La Hán thì chúng ta chỉ là phàm tăng. Còn đối với những vị mà đã vô được trong tứ quả, tức là một trong bốn đôi tám chúng đó, thì đó là những cái vị tăng của Phật giáo. Rồi quý vị có cũng hết giờ rồi, đâu còn thời gian nữa để cho quý vị coi như có ý kiến. Xin lỗi nha, thường thường chúng tôi sẽ để dành cho quý vị một số thời gian, nhưng mà hôm nay thì sự nhiệt tình của quý vị ai đọc cũng hay hết, làm cho tôi nghe mê luôn.
cho đến nỗi mà hết giờ. Khi mà giải thích về duyên sự ha, giải thích về tự vận và qua duyên sự thì không còn thời gian cho quý vị. Mà chính không còn thời gian cho quý vị cảm thấy rằng câu Phật ngôn 18 quý vị tâm đắc chỗ nào? Khi xong câu Phật ngôn 20, quý vị sẽ trở lại trong 20 câu Phật ngôn này. Và tại sao tâm đắc? Tại sao tôi không ưa cái câu Phật ngôn này? Đó là những cái điều mà quý vị sẽ trình bày. Chúng ta dành một buổi ha để ôn lại trong cái phẩm song đối ha. Thì mong quý vị hãy chuẩn bị tinh thần. Người ta nói nhập tăng, nhập nhập tăng, hữu nhập tăng. Mỗi ngày chúng ta đều có một cái sự thay đổi để thích nghi. Và chúng ta cảm thấy rằng cái vấn đề học hỏi của chúng ta có tiến bộ. Chứ không phải năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, rồi năm tới cũng vậy, không được. Mỗi ngày thì chúng ta phải tiến bộ hơn ha. Mỗi ngày chúng ta cảm thấy rằng mình tự tin lên chính mình hơn. Như quý vị ha, thấy rằng khi đến với đạo tràng này, quý vị đã thể hiện vì đã vượt lên chính mình, quý vị đã thành công. Và cá nhân của chúng tôi khi mà lỡ sai cái gì, quý vị sửa, đó là một hạnh phúc. Quý vị sửa sai cho chúng tôi, đó là một hạnh phúc. Thì mong rằng có những cái gì mà chúng tôi la, quý vị bỏ qua ha. Đừng có nói sao mà ông già khó tính quá, rồi để học mà cũng kiếm chuyện, la lú ôm sồn ha. Ai chứ trong room này là sức kim nè, hay nói chúng tôi là cằn rằn, được càm ràm, rồi khó chịu. Thôi, chuyện đó để khi nào học đến câu Phật ngôn 20 xong ha. Rồi quý vị cứ mạnh dạn ha. Câu 17 học rồi chứ? Câu 17 học rồi, mới tới câu 18, 16, 17 cùng một duyên sự. Phải không? Hay là mỗi câu có mỗi duyên sự riêng? Rồi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ở đây ha. Với những câu Phật ngôn chúng ta đã học, rút ra những kinh nghiệm, rút ra những cái hay cái đẹp để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Et na sa cha va che so thi vô khổ tu sa pa đà. Do lời chân thật này chí dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời Tùng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng này.